anh chỉ quay đóng đồ. Cả nhà ơi, buổi sáng sớm thì gia đình nhà mình đi về Việt Nam, cho nên đóng đồ hôm qua, hồi tối hôm qua đóng xong rồi nè. Đó, bỏ vô xe luôn rồi. Thì một hồi nữa mọi người sẽ đi taxi, cha Sophie sẽ chở đồ. Trong đây mình có 4 thùng với một cái vali màu hồng. Nay mọi người đi về Việt Nam nha, ở cũng mẹ ở hơn tháng rồi. Thì dấu của chị hai cũng được 20 ngày. Hôm nay mọi người đi về. Trời ơi, sáng sớm mất giọng luôn mọi người. Đặt xe đi chút ơi. Đông chưa? Mọi người sẵn sàng chưa? Chuẩn bị lên đường chưa? Bye bye nha. Bye bye nha. Bye bye. Tạm biệt Singapore. Tạm biệt Singapore. Singapore. Rồi rồi. Dở ơi. Bắt bo mẹ con. Bắt bo mẹ tạm chưa để vô coi. Võ hai người đó nhớ nha. Võ hai người đó nhớ, người đó cầm, người đó giữ nha. Mày có giữ không vậy? Hả? Bắt vô ngoài mày giữ không vậy? Mày cầm phải không? Rồi mấy đứa nhỏ này, hai thằng Bê đi thằng Bin đi với bà ngoại nè. Út Bin đi với Sophia. Lên cho nó coi có chỗ ngủ, leo lên nó ngồi đi. Với hai giữ bắt vô của ngoại đúng không? Út cầm ba cái. Ok, giữ ngay cầm chắc trong tay nha, còn không đưa đây em. Đưa đi em. Ừ, em càng hỏi em vô làm thủ tục đứng đây đợi xe màu vàng nha. Dạ rồi đợi chút nha. Hả? Okay. Quay ha, quay gấu chưa hết à. Ok. Chờ xe. Tại vì nhà mình còn đang đợi thêm một chiếc taxi nữa. Xe bên kia để đồ với mẹ với Út, gái Út. Còn mẹ chị hai với người Út thì bên này, với lại hai đứa nhỏ đi cái xe bên này. Lên xe đi con. Rồi tới em. Tới đây đã đi go sao? Hello. Rồi let's go nha, đi về nha. Đúng rồi. 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 Sáng sớm nữa, bình minh sáng sớm. Nay trời nắng đẹp nè. Ừ. Về nha.
cả nhà đi về mạnh giỏi nha, giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn nhiều nha, cảm ơn nhiều quá, cảm ơn nhiều thật nhiều quá. Vậy là mày phải cảnh cáo rồi. Xong, sau 12 phút thì gia đình nhà mình đã tới sân bay rồi nha. Đi một chiếc taxi thôi, còn xe bên này thì đi về nó đủ rồi. Một cái xe, một cái taxi đủ rồi. Không ai mở cửa cho ngoài xuống. Rồi, Trang Phi sẽ chạy xuống hầm đậu xe. Dạ hết rồi. Nè nhìn cái xe dựng bãi để đồ, giờ bên nó để giống vậy nha. Thấy chưa? Xong rồi giờ đẩy đi. Đẩy cái xe đi chút. Bỏ cái đó lại cho thằng Ben. Rồi đẩy đè xuống. Đúng rồi, đẩy đưa từ từ. Nè đi vô đi. Không, mình không có về, ngoại mọi người về thôi, mình không có về. À được, đi vô đi. Vô đi bạn. Đây lấy mình. Yeah, let me go. Sophie, no. Sophie, what? It's gonna take me. Okay. Đang làm thủ tục nha cả nhà ơi. Vô. Nói chung là Út thấy không? Bữa nay vô chống lỏng Út không? Đâu ai chờ đúng không? Hôm bữa mình đi đông quá trời đông không? Dạ. Dạ, làm thủ tục xong thì mình cân hành lý. Đi về nha, chào tạm biệt mọi người, đi về nha. Ok. Còn của chị Hai là số mấy? F. Ừ, F là hai người ngồi chung. Dạ. Dạ. Rồi xong hết trơn rồi, làm thủ tục xong rồi, bây giờ gia đình chuẩn bị đi vào xuất cảnh đi về thôi. Có muốn đứng chụp hình không? Đứng xếp hàng lại chụp hình không? Mới ngủ dậy á, sáng nó ngủ dậy nó ba gai á. Ôm ghế kìa ngoại, ôm ghế kìa, ôm ghế. Nó mới ngủ dậy nó ba gai á. Rồi đứng đứng chụp hình đi, đứng chụp hình, đứng chụp hình. Lại ôm Nhuận Bảy, cảm ơn Nhuận Bảy chút. Má Hai nói thank you. Rồi có lột khẩu trang xuống không? Lột thì lột xuống không sao. Chụp hình xong rồi đó. Rồi mọi người đi vào trong nha. Đi vào trong thì đi qua hướng bên này đi. Nhớ là không cần đứng xếp hàng một dãy đâu, cứ chỗ nào trống mà vô đứng xếp hàng thôi. Ừ. Mọi người gì? Mọi người giữ gìn sức khỏe nha. Ngoại về ăn uống giữ gìn sức khỏe ngoại. Dũng cảm ơn vô nhiều nữa cho. Mai mốt gặp lại mà, mai mốt con gì mà, con gì nữa mà. Trời ơi. Nha Út giữ gìn sức khỏe nha Út. Con nhiều nữa, với chồng con như thế. Ngoại, dạ, ngoại về với hình sức khỏe nha ngoại. Ừ. Rồi ăn uống đầy đủ rồi chuẩn bị đi Mỹ nha. Mà làm gì khóc vậy trời, trời, ngoại. Đứng lại coi. Sao khóc? Buồn gì? Sao khóc? Hả, sao khóc? Sao? Không có gì hết á. Không có gì hết sao khóc? Mẹ khóc luôn rồi kìa. Con Mẹ nó khóc luôn rồi kìa. Rồi đi vào trong rồi, giờ chỉ chờ đợi giờ lên máy bay thôi. Bay
đóng những cái hành lý nào cần thiết mà mình mang nó về mình xài liền á thì mình sẽ đóng. Rồi hai ngày sau thì người ta tới, người ta đóng, người ta gọi là người ta gói đồ á, người ta bỏ lên container đang chở về mình. Gia đình nhà mình là hết thời hạn ở đây rồi, còn có khoảng 4-5 ngày nữa là mình ra khách sạn ở. Ra khách sạn ở được 2-3 bữa rồi mình bay về Mỹ luôn cả nhà. Chuyến này đi về Mỹ ở luôn thiệt rồi đó nha. Không đi tới đây luôn nó giờ mệt rồi. Sophia nó sắp tới tụi trường đi học rồi. Mình về mình còn đi đăng ký học lái xe nữa. Rồi đi kiếm việc làm nữa. Chứ 2 năm qua là thấy lu bu quá rồi đó. 2 năm qua là thấy không có ổn định, tại vì đi tới đi lui á, giờ dọn đồ tới dọn đồ luôn thấy mệt quá rồi. Giờ về trong phía đi học lái xe rồi.